Sư phụ đối với tôi là luôn luôn vô cùng từ bi. Khi tôi có thai đứa con trai thì lúc đó tôi 39 tuổi. Vào thời đó như vậy là khá lớn tuổi và tôi quyết định muốn sanh đứa bé tại chùa Vạn Phật vì dường như đối với tôi đó là một việc cát tường. Tôi muốn sanh tại nhà và bác sĩ lúc đầu đã đồng ý và tôi sắp xếp để có các người đỡ đẻ sẽ đến giúp tôi. Nhưng khi mang thai được chừng 6 tháng thì bác sĩ bảo tôi rằng tôi phải vào bệnh viện để sanh. Bác sĩ không cảm thấy an toàn cho tôi khi sanh tại nhà. Tôi rất là thất vọng và tôi đi tìm sư phụ nói: "Sư phụ, con muốn sanh em bé tại chùa Vạn Phật, tại sao không được? Vì mọi chuyện đều thật tuyệt vời." Và hòa thượng nhìn tôi rồi nói: "Tất nhiên là con phải vào bệnh viện. Con không biết là cho dù con ở đâu thì ta cũng đều ở đó sao?" Khi sanh con và thức cùng con, lúc đó không có ai nói cho người mới làm mẹ biết về sự thiếu ngủ. Tôi thiếu ngủ và tôi mất hết kiên nhẫn với em bé. Nó khóc không ngừng nghỉ và tôi còn nhớ mình bồng em bé lên và sắp sửa lắc cho nó im. Lúc đó tôi quá tuyệt vọng và ngay khi đó chuông điện thoại reng. Tôi liền để em bé xuống và ở đầu dây bên kia là sư phụ. Hòa thượng hỏi có chuyện gì xảy ra. Tôi nói: "Sư phụ ơi, thiệt là khó khăn quá, em bé không chịu ngừng khóc." Ngài nói: "Con phải nhẫn, kiên nhẫn và nhiều kiên nhẫn." Có bài chú nào mà khi tụng lên thì có thể khiến các đứa bé thật sự ngoan ngoãn và nghe lời không? Có đó, có một bài chú rất đơn giản, tôi có thể dạy cho quý vị ngay bây giờ. Tôi niệm bài chú này cho quý vị nghe. Kiên nhẫn, nhiều kiên nhẫn, Bồ đề, Ta bà ha. Sammo di soha.